Rồi, khán giả yêu cầu Thanh Vy và khán giả sẽ
remix lại ca khúc Lan Dạ Điệp. Không có tôi nữa hả? Lan dày là sao Điệp đi tu. Oh,
vui vì được là khán giả tại bên phần rồi yêu thương Thanh Duy. Cảm ơn. Dạ, xin chào và chúc quý vị thân mến. Cảm ơn. Mấy anh chị ơi, nhớ ghé lại quầy để chúng em nha. Để không cái vali chúng em nó nặng về không có được á.